Nếu gia đình là mọi người đang dùng mà sử dụng cái điều khiển One Remote, tự nhiên lại không có thể điều chỉnh được TV Samsung và trên điều khiển nó vẫn nhấp nháy như vậy thì đừng nghĩ nó là bị lỗi. Đấy, TV Samsung điều khiển One Remote vô tình là không kết nối được thì làm như nào để kiểm tra lại, khắc phục lại cái tình trạng này không điều khiển được TV. Và nhiều bác đã đi mua lại điều khiển khác thì rất là phí. Trong clip này em sẽ chia sẻ rất là nhanh cách khắc phục cũng như kết nối lại cái điều khiển này với các dòng TV của Samsung từ năm 2021 trở về trước mọi người nhé. Sau một khoảng thời gian sử dụng điều khiển One Remote của TV Samsung thì thường rất là nhiều các bác gặp phải tình trạng là điều khiển không thể ấn được, không thao tác được với cả TV thông minh nhà mình. Đây là dòng điều khiển thông minh, điều khiển One Remote của Samsung từ những năm 2020 trở về trước. Còn đối với mẫu điều khiển One Remote của 2021 quay trở lại đợt này thì nó sẽ có thiết kế thay đổi đi một chút. Và để chắc chắn rằng là điều khiển không bị hỏng, không mất tiền đi mua mới thì đầu tiên mọi người sẽ phải kiểm tra xem là pin sử dụng trong điều khiển còn hay không. Và khi mà mọi người dùng mà thấy cái tình trạng đèn báo ở cái phím nhấp nháy, phím đỏ như vậy thì tức là điều khiển nó đang chỉ bị mất kết nối với cả TV mà thôi. Và nếu mà mọi người ấn mà không thấy tình trạng đèn nó nhấp nháy đỏ, nhấp nháy liên tục như vậy thì có thể là nên là thay một đôi pin mới. Lưu ý là phải sử dụng pin xịn, pin chính hãng. Tránh trường hợp dùng pin chất lượng kém thì sau một khoảng thời gian sử dụng pin nó sẽ rất dễ là bị han rỉ, chảy nước và nó gây hỏng hóc tại vị trí tiếp xúc, lò xo, khu vực lắp pin này. Và khi mà mọi người đã xác minh được là điều khiển nó đây pin còn có cái đèn tín hiệu nhấp nháy thì sẽ tiến hành kết nối lại với cả TV nhà mình. Thì đứng trước ở TV thì mọi người sẽ tiến hành ấn song song hai cái phím, phím quay trở lại và phím play power dí trước TV nhé. Mọi người lưu ý dí trước TV, giữ trong vòng 10 cho tới 15 giây thì nó sẽ báo là đang tìm các thiết bị. Đấy, thông báo là đang kết nối với điều khiển từ xa Samsung. Sau khi nó báo hoàn tất ghép lối rồi thì mọi người sẽ rời tay ra. Và khi này thì điều khiển đã có thể sử dụng bình thường với TV được rồi. Đấy, cái bước này là bước rất là quan trọng để có thể là kiểm tra cũng như kết nối lại điều khiển với cả TV. Đấy, lưu ý nhé, hủy kết nối hay là không thì mọi người cũng sẽ tiến hành dí điều khiển. Đấy, khi mà nó mất kết nối, hủy kết nối rồi thì mọi người sẽ đứng trước TV giữ từ 5 cho tới 10 giây. Đấy, phím play, phím quay trở lại và phím play power. Đấy, sau đó thì có thể sử dụng TV như bình thường. Đấy, đơn giản chỉ là như vậy thôi. Nên là các bạn lưu ý về cái vấn đề sử dụng điều khiển One Remote của TV Samsung mọi người nhé. Cảm ơn các bạn.